mình tính đạo hàm của nó. Đạo hàm của hàm số này thì nó sẽ bằng là 3x bình phương trừ cho 6x, 6x cộng 3. Đấy. Thì bây giờ đó là mình xem coi cái y phẩy bằng không nó có nghiệm hay không. Đấy. Thì ở đây là phương trình bậc 2 cho nên ở đây mình sẽ sử dụng máy tính mình bấm tìm nghiệm ra. Đó, 9, 2, 2. Thì ở đây cái hệ số tương ứng đó là 3 nè, trừ 6 nè, rồi là 3. Đó. Thì cái này nó ra nghiệm x bằng 1, có nghĩa là nó có nghiệm kép đó. Cái phương trình này nó có nghiệm bị kép x bằng 1. À, mà cái hàm bậc 3 mà cái y phải bằng 0 nó có nghiệm kép. Đấy, x bằng 1, cái này là nghiệm kép. Nghiệm kép thì cái hàm này nó sẽ xảy ra hai trường hợp là nếu mà hệ số A này nó dương á, thì nó sẽ đồng biến trên trên R, và nó nếu mà âm á, thì nó sẽ nghịch biến trên R. Đấy. Thì hiển nhiên là cái tập xác định của hàm số này là R ha. Cái này là D bằng R nè. D bằng R. Đấy. Vậy thì từ đây suy ra là hàm số đồng biến trên R hay là trên tập xác định. Đấy. Cho nên chỗ này mình chọn phương án D. Thì nhắc lại cái hàm bậc 3 đó, hàm bậc 3 là hàm y bằng ax mũ 3 cộng bx bình phương cộng cx cộng d. Ở đây a khác 0 nha, a khác 0. A khác 0. Hàm số này đó là nó đồng biến trên R khi nào? Đồng biến trên R hay là trên tập xác định đó. Khi và chỉ khi cái hệ số a nó dương và cái delta nó bé bằng không. Và delta thì nếu mà tính theo cái hệ số của hàm bậc 3 thì nó sẽ delta phẩy, tính delta phẩy tức là a lớn hơn không và cái b bình phương trừ 3ac bé bằng không. Lưu ý là cái delta này là delta phẩy của cái thằng y phẩy mà nó tính dựa trên cái hệ số của cái hàm bậc 3. Này, cái hệ số BAC này là của hàm bậc 3. Và nghịch biến trên R khi nào? Trên R. Điều kiện nó sẽ ngược lại, tức là A nhỏ hơn 0. Nhưng mà cái delta phẩy á, delta phẩy bằng B bình phương trừ 3AC là nó cũng bé bằng 0. Thì cái bài này đó thì nếu mà mình sử dụng cái cách này đó, cái mẹo này đó thì mình có thể thử là b bình phương trừ 3ac là bằng cái gì? B bình phương của mình nó là bằng bằng b là bằng trừ 3, bình phương là 9, trừ 3ac là 3, a là 1, c là 3, nó bằng 0, tức là nó khỏi cái điều này, khỏi điều này bé bằng 0, và đồng thời là cái hệ số a đó là nó dương, khỏi điều này. Tức là delta nó bé bằng không và cái a dương thì hàm số đồng biến trên R. Ở đây mình sẽ chọn phương án D. Tới cái câu số 2. Câu số 2 là khoảng đồng biến của cái hàm số trùng phương này. Thì trước tiên là mình đạo hàm. Hiển nhiên là mình tập xác định nó mình ghi ra trước ha, d bằng r nè, rồi y phẩy nè, y phẩy thì nó bằng trừ 4 x mũ 3 rồi cộng cho 4x. Nếu mà mình đem trừ 4x ra ngoài đó thành phần chung đó, thì trong đây nó sẽ còn lại là x bình phương trừ 1. Đấy. Thì bây giờ y phẩy mà mình cho bằng không thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp là x bằng không hoặc là x bằng cộng trừ 1. Đấy. X bằng 0 hoặc là x bằng cộng trừ 1 thì mình sẽ lập cái bảng biến thiên ra, bảng biến thiên. Biến thiên thì mình sẽ có 3 dòng x, y phẩy, y. Thì ở đây nó là hai cái
cái điểm đầu điểm cuối thì mình để âm vô cực và dương vô cực. Đấy, còn chữ giữa thì nó là các cái nghiệm đó thì âm một, nghiệm của đạo hàm đó, rồi không một. Thì hiển nhiên là cái chỗ đạo hàm là chỗ này là đạo hàm nó bằng không nè. Thì mình đánh dấu bằng cách là gì? Mình xét cái dấu của cái thằng hệ số trước cái x mũ 3 đó là nó âm, thì bên trái cùng là nó sẽ cái khoảng bên trái cùng đó nó sẽ là dương, và cứ qua nó sẽ đổi dấu. Còn một cái mẹo nữa là mình có thể sử dụng máy tính. Mình sử dụng máy tính mình sẽ con dấu nó, thì tạm gọi là con dấu nha, tức là thầy sẽ bấm cái 4 4x mũ 3 3 rồi cộng cho 4x, tức là mình con dấu đạo hàm thì bấm cái đạo hàm vô, bấm cái công thức của đạo hàm vô. Thì ở đây á, là cái khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 1, trừ vô cùng đến trừ 1 thì mình có thể con cái giá trị là trừ 2, trừ 2. Thì mình thấy là số 24 là số dương, cho nên là nguyên cái khoảng này nó dương hết. Còn từ trừ 1 đến 0 thì mình có thể con là trừ 0,5, trừ 0,5. Đấy. Thì em thấy đây là dấu nó là âm, cho nên chỗ này là đó. Thì cái mẹo đó là tại mình biết là nếu mà trong cái khoảng xác định của đạo hàm á, trong cái khoảng các nghiệm của đạo hàm đó, giữa cái khoảng đó thì cái đạo hàm nó không đổi dấu, cho nên là tại cái điểm đó mà nếu mà có một cái giá trị mà nó dương thì nguyên cái khoảng đó đạo hàm nó dương. Thì sau khi mà mình xét dấu đạo hàm rồi đó thì mình sẽ biểu diễn mũi tên chỉ cái khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số. Thì mình thấy là hàm số này đó là nó đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 1 và khoảng 0 đến 1. Đấy, cho nên ở đây mình sẽ chọn phương án D. Rồi, mình xem câu số 3. Câu số 3 là khoảng nghịch biến của hàm số này. Thì đối với cái bài toán mà tìm khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số đó thì là mình phải lập bảng biến thiên. Thường là lập bảng biến thiên, chỉ có những cái trường hợp đặc biệt khi mà mình đã xác định được nó chẳng hạn như đồng biến nghịch biến cho R đó thì mình sẽ có cái cách làm đặc biệt riêng. Tập xác định của nó là R nha, y phẩy bằng 3x bình phương trừ cho 6x. Thì cái này mình có thể nhẩm nghiệm ra được y phẩy bằng 0 thì nó sẽ tương đương là, tại vì chỗ này á, là mình có thể đem 3x ra làm thử chung thì chỗ này nó còn x trừ 2. Thì cái này nó bằng 0 thì nó sẽ có hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng 2. Rồi, bây giờ mình sẽ lập bảng biến thiên. Thì bảng biến thiên của cái hàm mặt 3 như sau. X, y phẩy, y. Đây là trừ vô cùng. À, 0, 2, đến cộng vô cùng. Thì chỗ này là dấu cái này đạo hàm nó bằng không nè, y phẩy bằng không, thấy không? Và cái đạo hàm của nó là hàm bậc 2, giữa khoảng hai nghiệm của hàm bậc 2 thì nó sẽ trái dấu với hệ số a. Hệ số a tức là cái hệ số trước x bình phương đó nó bằng 3, là cái chỗ này số 3 là nó số dương nè, số dương. Vậy thì giữa khoảng hai nghiệm là nó âm, nó trái dấu với cái hệ số này, và ngoài ngoài cùng mình nhớ trong trái ngoài cùng đó. Đấy, thì lúc này á là hàm số nó đồng biến trên khoảng này, nghịch biến trên khoảng này. Đấy. Như vậy thì ở đây nó hỏi là khoảng nghịch biến của hàm số nó chính là cái khoảng 0,2 này. À, khoảng từ 0 đến 2. Từ 0 nè. 0 đến 2. À, khoảng 0,2. Đó là câu số 3. Còn cái câu số 4 nó hỏi là cái kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của cái hàm số y bằng 2x cộng 1 chia x cộng 1 đây. Thì em lưu ý là đối với cái hàm nhất biến này đó thì nó chỉ là, ghi nhớ là cái hàm này nó chỉ có hai cái khả năng là đồng biến trên từng khoảng xác định, thôi, chứ không có đồng biến trên tập xác định nha. Đấy. Hoặc là nó nghịch biến trên từng khoảng xác định.
đối với cái hàm dạng này. Đấy. Còn cái này nếu mà nó để là đồng biến trên tập xác định, cái này là tập xác định rồi nè, cái này là tập xác định nè, tập xác định nè, đấy, cái này cũng vậy luôn, không? Đấy, thì cho nên là hai cái phương án này mình loại bỏ. Như vậy thì mình chỉ xét là câu C với câu D thôi, tức là nó đồng biến hay nghịch biến trên khoảng xác định. Thì đối với cái hàm này đó thì thầy nhắc lại là cái công thức đạo hàm đó, tính nhanh đạo hàm đó, thì công thức đạo hàm của nó là mình nhớ là AD trừ BC chia cho CX cộng D bình phương. Đấy. Thì cái công thức đạo hàm nhanh này, thì các em có thể sử dụng công thức này thì áp dụng vô cái hàm này thì mình sẽ được cái gì? Là 2X cộng 1 chia cho X cộng 1 đạo hàm thử coi. Chúng ta đạo hàm thì mình thấy là 2 nhân 1 bằng 2. 2 nhân 1 bằng 2. Rồi cái hệ số B là 1, C là 1 luôn, trừ 1. Và chia cho X cộng 1 bình phương. Đấy, thì cái này bằng 1 chia cho X cộng 1 bình phương là nó dương. Thì đạo hàm nó dương cho nên nó sẽ là đồng biến trên từng khoảng xác định. Đấy. Thì ở đây mình sẽ chọn cái phương án là phương án D. Đấy, thì trên đây là thầy hướng dẫn giải 4 câu trong cái bài toán về về tìm khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số.